Quay, đồ ăn nè. Ăn đi. Nè, đồ ăn đó. Nè, đồ ăn của tôi nè. Đi. Kìa, đồ ăn kìa, đồ ăn. Của đại ca, đại ca. Ăn đi. Quay, đánh ra. Qua đây, qua đây. Qua đây. Làm gì đó? Tôi muốn tôi ra đi. Quay đi đó. Quay. Ra đi. Buông cú ra. Quay đi mày. Quay chết mày. Chết mày. Chết mày. Chết mày. Chết mày. Chết đi. Tao đừng có mà. Hổ chứ không rõ mày. Chầu chết luôn nè. Ê anh bạn à, chè đậu xanh thì là thơm ngon đó. Làm gì được lời vậy, kêu gái mà tặng thuốc viên, cho ăn viên kẹo thì có. Ê hey, chị Tiếu, cho anh chén chè sờ sờ mó mó nha. Được, sờ sờ mó mó đó, bánh mì bơ. Dạ rõ. Sờ sờ mó mó đây. Nè, ăn đi. Mời ngồi. Hey, chị Tiếu à, không phải trách chị đâu nha. Tại sao đổi nghề bán chè sờ sờ mó mó vậy hả? Báo hại cái đám khách này không được sờ mó chút nào. Ê, thà chăm sóc cho cái thằng khờ khạo này mà không lo cho đám khách sao? Hey. Bây giờ tôi đã bao nhiêu tuổi chứ? Nếp nhăn của tôi sắp nhiều hơn đầu tóc của anh rồi. Còn không giải nghệ hả? Bộ muốn tôi làm tay chết thì sao đây? Tưởng tôi không biết sao? Chị nha, muốn chừa cái thân lại cho cái anh chàng si tình gì đó chứ gì. Đã mấy chục tuổi rồi mà đi kể chuyện yêu đương tình tứ với thằng cu ly làm gì chứ. Hey. Tôi không phải với tình tứ đâu. Nè, 12 đồng đó. Hả? Thì ra bán chè kiếm tiền của đám khách này để đi nuôi trai đó hả? Nuôi cái đầu của anh đó. Tiểu à. Hả? Cái anh chàng si tình của người ta tới rồi kìa. Sao hôm nay trễ vậy? À phải, hôm nay phải tính toán sổ sách ở chợ trái cây. Đã mua một trái sầu riêng cho em nè. Hôm nay em đã mua cái máy VCD mà không có biết ráp gì. Anh lên coi cho em nha. Được. Bánh mì bơ, coi tiệm nha. À. Cô anh. Chào. Chào anh Minh. Ê, chào ông chủ à, ông chủ. Cảm ơn ông chủ, chị khá trở lại nha. Được rồi, em chào cô Tiếu. Chào. Chị Tiếu à, hôm nay sớm vậy? Phải. Minh cô Ly, chừng nào đãi toan sầu riêng. Có ảnh tượng rồi. Phải, nhưng mà chỗ này hơi lỏng, để tôi dặn chặt lại cho. Cảm ơn nhiều. Anh Minh, sửa tivi hả? Phải. Ý, sầu riêng hả? Wow, anh Minh chọn thiệt là thơm. Lấy ăn đi. Thôi được, để lát cô Tiếu sẽ tính tiền đó, không có để anh chị. Chào. Để anh khui cho. Để lát nha, em đã nấu canh đó. Cá nấu với củ sắn, hạ lửa đó mà. À, cái máy lạnh không có lạnh. Hai hôm trước nghe rầm một cái là hết lạnh rồi. Ây da. Chuyện gì? Hôm nay khiêng một thùng xoài mạnh tay quá, bị trật gân rồi. Hey, để em xoa bóp cho anh. Ờ.
Hey, đã biết bả vai của mình bị thương thì lúc làm việc có phải cẩn thận một chút chứ. Nóng lòng muốn lên đây sớm cho nên mới mạnh tay thôi. Trễ một chút lại có sao đâu. Sao hả? Bây giờ có thấy khá chút chưa? Khá nhiều rồi. À phải, em đã mua cái áo cho anh. Công ty đại hạ giá mà. Anh coi có thích không? Thích chứ. Đâu có cần nhiều như vậy. Còn có cái áo mà. Thôi khuya rồi, anh phải đi đó nha. Sáng mai phải làm sớm. À phải. Nếu như có đưa heo con thì lấy hai trái tới nha. Thằng bánh mì bơ thích ăn mà. Em thiệt là tốt với thằng bánh mì bơ. Người ta không biết, tưởng nó là con của em nữa đó. Con thì em đã bỏ nhiều. Sanh ra thì không có đứa nào. Má của nó hả? Bán chè đó mà. Hốt hụi rồi thì bỏ chạy. Lúc đó thằng bánh mì bơ mới được có 3 tuổi thôi. Bị người ta đè xuống mà đánh. Cho nên bây giờ mới bị khờ khạo như vậy. Thiệt là tội nghiệp. Ở đường miếu thì chuyện thảm thương hơn vẫn còn đó mà. Sao đây? Lại không có màn ảnh hả? Có mà, kiểm tra lại một lần nữa cho em. Ủy, cô Lý Minh, lên chơi hả? Phải. Cô Tiểu, cô cũng bậy thiệt. Sao cái gáo chỉ chia cho anh Minh xài, chia bớt cho hàng xóm đi chứ. Hả, anh nói cái gì đây? Đường miếu này thì ai không biết con Tiếu này bừa bãi chứ. Người nào tôi cũng tiếp, chỉ nhầm lúc không rảnh thôi. Thiệt không về? Vợ người ta ở Trung Quốc mà. Nước xa thì không thể cứu lửa gần. Giúp đỡ người ta thôi. Anh hả? Lần sau sớm chút đi. Thiệt đó nha. Ở đường miếu có ai là không biết chị Tiếu đã biến thành bà nội trợ rồi. Chỉ nhờ chỉ tiếp mình anh Minh Cô Ly thôi. À nè nè nè, anh Minh nè, đón về anh xuống mau đi. Để coi hết diện cớ cho tôi được nhàn chút. Cái anh khỉ này. Xuống đây làm cái gì? Hồi thời cách mạng văn hóa, bà bị té gãy chân không đi lại được. Thằng con chỉ được 10 tuổi. Tôi thì ở phòng nhỏ xíu, lo cái thân mình chưa xong làm sao chăm sóc cho bà. Đàn bà hả? Đi theo tôi thì không có tương lai đâu. Nè, con đứng đây làm gì? Đi đi. Vậy tôi đi trước nha. Các người từ từ trò chuyện. Như là có chuột đó. Anh Minh à, lần sau anh tới đem ít thuốc chuột lên nha. Được. Ông chủ. Ai gọi 325? Sức có vừa hay không ông chủ? Đừng có nóng lòng quá mà. Phá vậy làm sao mà làm? Thì phá trước làm sao? Luôn tiền nước 520 xin mình lại. Con này đúng không? Bước ra đi. Ai là con hồng? Bước ra. Mày là con hồng hả? Trả tiền. Tôi thiếu tiền anh hồi nào? Con chị của cô đã bỏ trốn rồi. Cô bảo đảm mà. Cho nên nợ này có phải gến vốn lẫn lời 80 ngàn. Kiếm không ra nó là bắt tôi trả phải không? 80 ngàn thiệt điên. Cô đứng lại. Hôm nay mà không trả hết nợ này thì đừng có hòng ở chỗ này. Kêu nó trả đi. Trả mau đi. Không có. Cô đừng tưởng tôi không dám đánh. Cô phải trả dứt tiền đi. Mắc mới gì tôi? Nói lại coi. Không có. Đánh chết cũng đừng có hòng lấy được một xu. Đã nói bao nhiêu lần rồi, cho dù thu nợ cũng đừng có phá chỗ làm ăn của người ta mà. Không phải đâu, con nhỏ này muốn dở trò chạy tiền thôi. Con mụ kia, cái số tiền đó mày chết cũng phải kiếm về cho tao. Lần sau không có tiền thì tao sẽ lượm xác của mày đó.
Phải lo liệu cho xong đó nha. Ngó cái gì? Đi được chưa? Tránh ra. Tránh ra đây, tránh ra, tránh ra. Alo. Số mấy? Số 16. Chờ chút sẽ tới. Chuyện gì mà sốt sáng quá vậy? Tốn tiền à? Bị người ta báo hại. Bị thằng kép báo hại à? Tôi đã nói rồi mà, suy nghĩ một chút đi. Đàn bà đó, chị em mà. Cảm ơn nhiều, có rảnh kiếm tôi. Phở áp chảo. Anh Phát, cho chị bia. Có nghe. Tôi không có tiền trả đâu. Đòi nợ cũng phải ăn đồ mà. Vừa rồi xem chút không nhận ra cô. Bia lớn đây. Dạo trước thấy cô làm tiếp viên nhà hàng mà. Xuống đường miếu hồi nào vậy? Một ngày đứng mười mấy tiếng làm sao mà chịu nổi. Sau đó đã theo một giám đốc nhà hàng. Thích đánh người ta đó mà, nên bỏ chạy. Sau đó thì càng xui, theo nhầm những người không có ai tốt. Cuối cùng còn đi dây lãi cao, thiếu nợ đầy mình bắt tôi gánh. Làm hết năm mấy hai năm mới trả dứt được. Ai ngờ lại tin theo một vụ khác thì là xui. Tự tôi kêu được rồi. Cho thêm một chai đi, với cả tàn thuốc. Được. Còn anh, dạo trước như làm bảo an mà, sao lại tới thâu nợ? Thì cũng giống như cô. Tôi đã từng lái xe hàng, làm bảo an ở quán bar, đi bán hàng trong. Ê, thì không thể nhớ hết, đâu có làm việc nào lâu. Dạo trước có người chị em rủ tôi mở tiệm bán chè. Mấy cái nghề đàng hoàng đâu có hợp với chúng tôi. Bia lớn đây. Ngồi đây làm gì? Cô gái già hả? Tới giờ chưa rạp rồi hả? Nè, bữa nay tôi đợi, nhưng mà tiền vẫn phải trả đó nha. Đàn bà tôi cũng đánh đó. Đi 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 đi. Hãy lên thăm Quyến đi. Tại vì tài nghệ của tôi thì không được gọi gì là cho hay lắm. Alo. Được. Tôi tới liền. Tôi đi nha. Cái thằng cầm đó sao hôm nay bỏ đi sớm vậy? Càng tốt, được bớt làm nửa tiếng. Lời thiệt lòng hay giả dối đây? Mấy hôm trước hả, tôi thấy chị đang khuya với người ta mà. Chỉ có một lần thôi, tình cờ bắt gặp mà. Đừng có làm bộ nữa. Ê, cái thằng cầm đó lúc ở trên giường có phải cũng bị cầm hay không? Kể chút cho nghe đi. Mau đi. Chị đi. Muốn biết tự hỏi đi. Ê, ê. Chị không chơi thần giao với người ta chứ hả? Chị hai à, năm nay chị bao nhiêu rồi? Chị đừng có đần độn như vậy chứ. Chị Tiếu à, sao hôm nay nghỉ sớm vậy? Chị Hồng. Ngoan. Tối nay cá ngựa mà. Bà con thích tới ăn chè cho nên chè đã bán dứt từ sớm. Tốt vậy à. Ê, hôm nay nghỉ sớm đó, bánh mì bơ nè. Để em đi ăn khuya. Cảm ơn. Cẩn thận đó nha. Anh đâu rồi? Thằng chồng cũng không phải ngày nào cũng về mà. Rồi chị rủ em tới giải buồn, có tâm sự gì đây? Ê, cầm lấy đi. 30 ngàn, đưa cho em làm gì? Cầm lấy đi. Bây giờ cả đường miếu đều biết em gánh nợ cho người ta đó. Không được, tiền này chị chuẩn bị cùng ảnh mở tiệm bán chè đó mà. Chị giữ phần em cũng không có vốn, đâu có thể lấy luôn tiền vốn của chị. Cùng lắm thì trở về vài ba năm thôi. Làm kiểu này làm chết em đó. Em có thể lo liệu mà, không lấy tiền của chị đâu. Em đó nha, suốt đời cũng cứng cổ như vậy. Đâu có phải. Chị thử cho em một người đàn ông đi. Đầu của em sẽ gác lên vai kiểu này nè. Vậy thì chuẩn bị làm đi. Bạn của chị đó nha, có người bà con là quê kiều ba Tây, nói là về đây để kiếm vợ đó.
Chuyện đó chuyện đó hả? Thiệt đó, coi em có lòng hay không thôi. Cái thằng này ở Ba Tây á, thì có một cái siêu thị nhỏ, khoảng 36-37, không có con cái, không có cha mẹ. Em nói muốn làm lại cuộc đời đó mà, là cơ hội đó nha. Vừa có thể trả dứt nợ cho em, lại có một lối thoát, vậy không tốt hay sao? Đồ tốt thì không có phần của em đâu. Hơ, em chọn người ta chọn em thôi. Thì cứ đi coi mắt đã, cũng chưa chắc vừa mà. Lỡ vừa thì sao? Vậy thì thôi, giả nghề đi lấy chồng. Ba Tây hả? Ê, có đường đi thì phải nghĩ cho mình chút chứ, phải vậy không? Chị thì hết đường đi rồi, nhưng mà may là còn có thằng cô Ly. Em đã có cơ hội trúng giải ba thì đừng như chị ở đây chờ cơ hội đi trúng giải an ủi chứ. Muốn trúng số thì cũng phải đi mua giấy số mới được. Em biết mình là thứ gì mà. Chị tưởng là em sợ cái gì? Nè, nhuộm đen lại mái tóc, mặc lại cái áo khác. Rồi thì em nói là em bán chè ở đây mà. Em không nói thì đâu có ai biết lý lịch chứ. Ê, có phải thiệt được hay không? Được mà. Nhìn tướng bây giờ của em, nói em làm việc văn phòng ở khu Trung Hoành cũng được đó mà. Cô của chị em sanh đôi hả? Nè, Chánh à, đừng có phá đám nha. Cô Tiểu à, mời bên đây. À, ông Thành, đã tới lâu rồi hả? Ông này chắc là ông bạn phải không? Kêu tôi tới Toàn được rồi, ngồi đi. Cảm ơn. Đây là cô Hồng hả? Kêu là con Hồng được rồi. Nè, sao mà lâu quá vậy? Trời nóng nực mà, kêu làm gì? Anh hai à, uống miếng nước đi. Con Hồng thì hay mắc cỡ lắm. Phải rồi, nó thì là ngoan lắm nha. Thường ngày ngoài việc xuống quán chè giúp việc thì ít ra phố lắm. Tôi cũng đơn giản lắm thôi. Ở Ba Tây thì có một cái siêu thị nho nhỏ, một mình làm hết các việc. Chuyến này trở về Hồng Kông là chỉ muốn kiếm bạn mà thôi. Vậy thì vừa cho cô Hồng lắm. Nó thiệt siêng năng lắm mà. Cô muốn ăn gì hả cô Hồng? Cái gì cũng được. Thì ăn phần cơm này nha, 188 đồng, có 3 món đồ xào, 1 món canh, rẻ mà. Người qua trưởng thành ở ngoại quốc tiết kiệm dữ lắm. Phải thì ăn phần cơm này đi nha. Hầu Ban, xin hỏi dùng gì? Cho tôi phần cơm này. Dạ được. Chuyện gì? Không được quen hả? Sao khẩn trương quá vậy? Không phải đâu, có lẽ chỗ này máy lạnh không có đủ, thấy hơi nóng. Cô Hai, cô Hai, chuyện gì đó ông? Cái cô người bên cạnh bà bị rớt cái bóp kìa. Cảm ơn anh. Xin lỗi, tôi muốn đi toilet. Chị đưa em đi nha. Thì khá lắm mà, con người lịch sự 100.000 cũng đáng giá. Tệ nhất là hơi đen, nhưng mà có tiền có hậu, làn da cũng mịn mà, cũng khá lắm rồi. Anh cũng phải là trả tiền ngay chứ hả? Bộ tưởng tôi khờ sao? Mua đồ điện cũng phải dùng thử 7 ngày mà, bỏ chút tiền cọc xài thử thôi. Hờ, giỏi thiệt ha. Quả nhiên là người làm ăn mà, tính toán kỹ lưỡng như vậy. Đàn bà giỏi cách nào cũng vô dụng thôi, quan trọng là ở trên giường. 100.000 đâu phải là con số nhỏ, xài không hết thì là lãng phí đó. Vô đây. Ngồi đi. Tôi là như vậy mà, thích uống bia, coi đá banh. Tôi nghĩ là chúng ta cũng đều hiểu. Quen biết 2 ngày thôi, nói thấu hiểu là gạt người ta.
Nhưng mà cũng đừng có chỉ nhận ra được cái tướng, với lại biết được tên gì. Cởi áo đi. Chờ chút phản ứng coi. Kêu tên của tôi đi. Anh Hoàng. Anh Hoàng. Tôi tên là Toàn. Con mụ đó đã bỏ nghề mà, chắc là muốn chạy tiền thôi. Em mà kiếm ra nó nhất định sẽ chém nó mà. Alo. Được, qua ngay. Anh Chánh, một con lẻ bên karaoke rủ mình qua chơi đó. Mày đi đi, tao có gì phải làm. Alo. Cho tôi quanh thám đi. Hôm qua tôi đãi rồi, hôm nay phải đãi lại tôi à, đừng có kẹo quá. Hôm qua tôi dặn đừng có bỏ hành mà. Thêm tôi một bánh nữa. Bánh. Chỗ này 80 ngàn. Cất đi, tôi gỡ nổi. Lấy đi. Đã nói không cần mà. Bây giờ anh không lấy, không biết chừng nào mới trả được. Cô đi ba tay cả đời không về hả? Tôi nhắm đi rồi là không có về. Thôi tôi đi. Tự đọc đi. Bên ba tay chỉ có mấy trăm người qua thôi. Cô đi làm gì? Làm anh cho người ta đó hả? Không có mới tới anh. Mở siêu thị chứ gì? Ở đất Hồng Kông này có thiếu gì chỗ? Cần gì phải đi xa vậy để mở chứ? Bộ mình đâu quý giá hơn sao? Phải, thiệt quý giá hơn. Không ai biết tôi làm cái gì, tôi có thể làm lại cuộc đời. Làm lại cuộc đời ở Hồng Kông cũng được vậy? Được, không ở đường miếu thì xuống giọng giác. Còn không thì đi xem sơ bộ để kiếm ăn. Tôi nuôi cô. Ê, anh Cường. Ủa, cô Tiếu, sao rảnh vậy? Giờ rồi anh Minh Cô Ly có tới thuê nhà hả? À, anh nói là muốn kiếm nhà 300 mấy thước ở lân cận thôi. Phải rẻ và đẹp cho nên phải ráng. Ê, thì là ngộ lắm chứ. Bọn trẻ bây giờ thích chơi trò này lắm. Dán mấy tấm hình ở điện thoại với lại cái bóp, thiệt là ngộ lắm đó. Không biết giờ sao đây. Em muốn chụp hả? Em với anh như chưa hề chụp chung tấm hình mà. Nè. Wow. Anh coi nè, chút xíu vậy là 20 rồi. Nè, ăn đi. Thiệt không khá đó, không bằng phần nửa cái mà đem tới. Dĩ nhiên là khác, trái cây thì được tươi nhất mà. Vậy thì phải. Mai mốt nếu mình mở tiệm loại này á, thì gian đi chợ trái cây mua trái cây nha. Mình nhấn mạnh là bán trái cây tươi, nhất định là đắt khách lắm đó. Đây là phần nửa tiền dành dụm của anh. Lấy đi mở tiệm nha. Chuyện gì? Đưa tiền cho em cầm tay để em làm bà chủ đó hả? Thật ra em cũng đã có để dành chút tiền mà. Chúng ta có chuyện gì á thì có thể bàn thảo với nhau đó mà. Em với thằng bánh mì bơ thì lo nhà bếp, anh thì ở mặt tiền. Tiếu à, anh có chuyện muốn nói với em.
vợ của anh với thằng con tuần sau tới Hồng Kông rồi. Anh biết hồi nào vậy? 2 tuần trước. Xin lỗi em nha. Chị khờ quá. Có gì mà xin lỗi chứ. Em đã phải quen thân với anh quá. Cả nhà đoàn tụ là một việc tốt mà. Đàn ông các anh là như vậy đó. Hễ không ai quản thúc á, thì học hư. Chi mà phải biết về tổ chứ. À phải, đã có thêm 2 người về, phải kiếm chỗ trú thân chứ. Anh đã thuê một căn nhà 300 mấy thước. Ở khu nào vậy? Hiểu. Em hiểu mà. Dọn nhà phải mất nhiều tiền lắm. Anh cất lại đi. Anh muốn làm lại một chút việc cho em. Không cần đâu. Lần nào em cũng có thâu tiền của anh đó mà. Chị Hồng à, chị về thăm chúng tôi mà mua luôn đồ ăn tới cả sáo vậy. Không có thể đãi các chị ăn thiệt mà. Bữa này coi như phải đi. Chị thì đỡ rồi. Có một con sự bu tới làm cô dâu ba tây, còn trả giúp món nợ của con Huệ giùm chị nữa. Ê, cái thằng cầm đó đã lâu không lên đấm bóp rồi. Coi bộ lần này ảnh cũng bị đau nặng. Chị nói gì đây? Thằng kép của chị mà, nói gì hả? Chị đừng có hôi miệng quá mà. Đừng có hôi miệng quá mà bà Lan Ngựa. Thằng chồng của con Hồng tôi có thấy mặt rồi. Thật thà tốt hơn cái thằng Chánh đó nhiều. Qua tới bển chị Hồng sẽ là bà chủ mà, có phải tốt hay không? Nè chị Hồng à, làm bà chủ có phải là tốt hơn không? Còn hơn là làm gái đấm bóp ở đây chứ. Làm gái đấm bóp nhục nhã lắm sao? Khi chị Nga tới bển, nếu như người đàn ông đó ăn hiếp chị thì chị về kiếm tụi này đi nha. Chúng tôi không cười chị đâu. Nhưng mà trước khi đi phải lấy hết đồ của nó, để con gói bỏ đi. Tốt nhất là thiến luôn nó rồi mới về. Được rồi, biết mà. Kiếm ra thằng Chánh rồi. Bây giờ nó ở Trung Ký. Kéo thêm mấy đứa cho tao. Không phanh thay nó thì đừng có về gặp mặt tao. Nghe rõ chưa? Dạ, đại ca. Số nợ đó tôi đang gom mà. 2 ngày nữa tôi đưa cho anh. Thằng Chánh này nói chuyện có bao giờ nuốt lời chứ. Thôi chào nha. Bye bye. Không có gì chứ anh Chánh. Nói chuyện đi. Anh có phải ở Trung Ký hay không? Phải thì chạy mau đi. Chuyện gì đây? Tôi kêu anh đi ngay. Đừng có giỡn nữa mà. Tôi không có rảnh đi giỡn với anh. Anh hãy chạy mau đi. Nếu không từ nay không có thể gặp được tôi đâu. Đi cửa sau đó nha. Quê, xảy ra chuyện gì chứ? Anh đến ra ngoài có phải không? Ra rồi. Chạy mau đi, chạy mau đi. Để một lát nữa tới phòng kiểm lại mấy món đồ đó. Không biết là ông chủ có gạt tôi hay không. Một không hai ba. Thưa ông, 1023 đây. Lát nữa không có ra ăn cơm đâu, mệt quá đi. Mua con hộp gì ăn, luôn tiện nắng bóp cho tôi. Thì là mệt quá. À.
Nè, tôi đừng có buôn ba nữa. Xuống mua hộp cơm đi. Mua lẹ lên đi, tôi đói bụng quá à. Đừng có tương gạt mình nữa. Anh đừng có suy nghĩ dớ dẫn. Tôi lên đây định là trả tiền cho anh. Vậy từ nay chúng ta không ai nợ ai. Cô muốn tôi nói sao thì cũng mới tin đây. Tôi đã có tiền rồi nè. Cô đi, cô đem trả cho nó. Nói là không theo nó nữa. Nói với nó là cô phải theo tôi. Không được, không được. Tôi không cho cô đi. Đừng có đi mà. Tôi xin anh hãy cho tôi đi đi. Coi như trừ lại một chút tôn nghiêm, một chút từ ái cho chúng ta đi. Cô còn nhớ chuyện trên thuyền hả? Hàng đàn bà như tôi, trời sanh ra là để cho đàn ông đè. Với người khác có lẽ cô phải, nhưng mà với tôi thì không. Cô thuộc về tôi. Cô thuộc về tôi mà. Trà đây. Để đó đi. Bà thật là vô dụng quá mà. Bị đi mua hai hộp cơm thôi để cả tiếng mấy đồng hồ. Qua tới bển đừng có làm chậm chạp như vậy nữa. Thì là có nhiều việc phải làm đó. Tại sao lại cưới em? Tôi thấy con người của bà cũng tử tế. Làm vợ cho tôi cũng đơn giản lắm thôi. Ban ngày thì ở cửa tiệm phải biết khuôn vác, ban đêm ở trên giường phải biết khéo làm việc. Hỏi làm gì? Không có gì. Tầm bậy tầm bạ. Vậy hôm nữa là đi rồi. Có những ai chưa có gặp thì gặp hết đi. Ở đây có một chút tiền nè, lấy đi mua đồ đạc đi. Tiện tay mua mấy quần lót cho tôi luôn. Nè, cầm đi. Pha nước cho tôi tắm. Rửa sạch cái bồn tắm trước để. Chị biết em muốn nói cái gì. Chúng ta đều là đàn bà, em hiểu mà. Chị nghĩ là anh Culi đã trở về hay sao? Đàn ông đó mà, chỉ cần không phải là em đuổi nó đi, nhất định là nó sẽ về. Không chừng anh còn nhớ tới chị đó. Không chừng giờ anh chê anh nghèo. Lại nói không chừng giờ anh chết sớm hơn chị. Đợi lúc thì thấy mệt rồi thì mới buông tay thôi. Chị Tiếu, có lẽ là em thấy chị tự dối người. Nhưng mà có nhiều việc không dối được mình đâu. Một con người có yêu mình hay không mình phải biết chứ. Vẫn chưa dứt bỏ được thằng Chánh hả? Trong bụng em có chuyện, đã không thể gạt được người ta, làm sao thì gạt được mình chứ. Hồ chiếu, vé máy bay. Sao hôm nay điện thoại của bà reo hoài vậy?
Sao lại không nghe? Đám chị em thêm gã được tốt muốn mượn tiền thôi. Vậy thì tắt đi. Tiền của ông ở đây nè, chứ không có đi ba tay nữa. Chuyện gì? Nè, ui, bà đi đâu vậy? Nè, anh biết là em không muốn nghe điện thoại của anh, nhưng mà trước khi em đi, anh thì muốn nghe tiếng của em. Nếu như được, em nhớ điện thoại cho anh nha. Ê, anh Hải, số nợ sao? Nợ gì đây? Là anh Quay, số nợ của anh Quay đó. Biểu anh tới thâu đi. Hồng à, tôi đã chuyển số tiền đó cho cô Tiếu, nhờ cô gửi qua ba tay cho cô, để cô có tiền phòng thân. Nếu như hắn xử tệ với cô, thì cô hãy lập tức mua vé máy bay trở về đây. Tôi cho cô biết, thật ra tôi không ngại cùng với cô bán chè đâu. Cô muốn làm cái gì tôi cũng làm hết, tôi sẽ làm lại từ đầu. Bây giờ tôi đang ở trước cửa khách sạn, tôi đã nhìn thấy cô lên taxi. Đáng lẽ tôi muốn ra sân bay để tiễn cô, nhưng mà bây giờ tôi có việc phải làm. Tôi là Chánh, bây giờ tôi đang làm gì? Nếu có chuyện gì nhắn lại đi. Em không có đi ba tay nữa, bây giờ ông quay trở về. Em biết anh khác với những người đàn ông khác. Em biết mình có thể làm lại từ đầu mà. Thật ra em cũng thích anh lắm. Mình hẹn gặp ở quán chè đi nha. Anh nhớ phải tới nữa. Cảm ơn, lần sau thấy ăn nữa nha. Ê, cô Tiếu, cũng lại sờ sờ mó mó. Sờ sờ mó mó thì không có nên ăn nhiều đó. Hôm nay xôi nước thiệt ngon. Ăn xôi nước lấy ý đoàn tụ có phải càng hơn không?